Hello tất cả mọi người nha. Video hôm nay mình sẽ làm về cái vấn đề đó chính là nhiều bạn thắc mắc và hỏi mình rằng là Thiệu Nhất Nguyên có nghĩ làm YouTube và đi tu hay là không? Đó. Thì cái vấn đề ở đây á thì mọi người đừng quá chi là hoang mang nha. Thì mới ngày 27 mới vừa rồi đây thì ngày 27 tháng 12 thì Thiệu Nhất Nguyên có quy y Tam Bảo, thì vì cái tấm bàn quy y Tam Bảo này nên tất cả anh em yêu thích Thiệu Nhất Nguyên thì đều hỏi mình rằng là Thiệu Nhất Nguyên đã đi tu rồi hả anh, và mong anh giải thích giùm. Thì mình xin nói rằng á là cái quy y Tam Bảo này á là không phải là xuất gia hay là sao, nhưng mà mình chỉ là đi quy y, mình chỉ là kiểu như là mình hoạt động bên các Phật giáo, mình tính mình hạ có tính để lương thiện hơn, mình hướng về cửa Phật hơn. Thì Thiệu Nhất Nguyên đã quy y thành công và cái pháp danh á là Đức Nghĩa đó. Thì trên màn hình đây chính là cái tấm bàn để cái tấm bàn đã công nhận quy y. Thì Thiệu Nhất Nguyên á là có nhiều người nói rằng á Thiệu Nhất Nguyên là bị bỏ bùa, bị trúng ngã đồ gì các kiểu đó. Thì mình xin nói rằng á là cũng không phải hẳn là bùa hay là ngã gì, nhưng mà cái này á thì tùy tâm của mỗi người thôi. Mình nghĩ rằng á là Thiệu Nhất Nguyên á là có một cái ổn khúc gì đó hoặc là có một cái vấn đề gì đó thì anh ấy mới hướng về cửa Phật. Thì ở đây là không phải là đi vào chùa ở luôn đâu, nghĩa là tâm hướng Phật đó, đúng không tất cả mọi người? Thì mọi người đừng quá là chi là lo lắng về cái vấn đề này. Thì Thiệu Nhất Nguyên sẽ không nghĩ làm YouTube đâu, tại vì đó là công việc đam mê của anh mà, đó là cái ngành nghề và cái kiếm ra tiền để nuôi bản thân mà. Thì chắc chắn anh sẽ không có mà đi tu và bỏ làm YouTube. Kênh YouTube của Thiệu Nhất Nguyên thì vẫn hoạt động bình thường, nhưng mà hồi tháng trước thì kênh của Thiệu Nhất Nguyên này có đổi là thành là kênh A Di Đà Phật, thì tất cả mọi người cũng đã biết rồi, và bây giờ đã đổi tên lại thành Thiệu Nhất Nguyên rồi. Thì kênh của Thiệu Nhất Nguyên thì 3 tuần nay thì chưa ra video gì cả, và cũng chia sẻ đang lên rất là nhiều về cái kênh và cái những cái video mang chủ đề về Phật giáo đó, mang chủ đề về Phật giáo hết, toàn là kênh Phật giáo. Và mình xin nói rằng là cũng không chắc lắm là Thiệu Nhất Nguyên có thể là đi tu hay là không. Tu là phải có duyên thì mới tu được, chứ đâu phải là người nào muốn tu là tu đâu. Thì Thiệu Nhất Nguyên á bây giờ á là hiện tại là trên kênh của Thiệu Nhất Nguyên chia sẻ rất nhiều về cái thầy Trung Quốc này, nhưng mà mình không biết thầy Trung Quốc này là chia sẻ về cái vấn đề gì. Mọi người vào xem cái thầy Trung Quốc này của Thiệu Nhất Nguyên. Và trên kênh nổi bật của Thiệu Nhất Nguyên thường chia sẻ đó chính là A Di Đà Phật, sanh tử chuyện lớn, phải nên làm trước. Và đây là cái kênh của ai thì bây giờ mình sẽ đi xem thế nào. Đây là cái kênh của người thầy Trung Quốc. Mình sẽ xem cái video cũ nhất. Đây là một cái kênh của Phật giáo Trung Quốc. Nhưng mà tại sao là Thiệu Nhất Nguyên chia sẻ rộng rãi trên kênh của mình? Đó mới là điều mà tất cả đều thắc mắc. Và Thiệu Nhất Nguyên bây giờ đã quy y thành công. Đó, đều là chia sẻ trên Facebook cá nhân hoặc là trên YouTube thì đều chia sẻ về Phật giáo. Mọi người rất chi là thắc mắc và trầm trồ liệu rằng Thiệu Nhất Nguyên có đi tu, cạo đầu đi tu thật sự hay không. Thì mình nghĩ rằng là không thể nào là đi tu thật sự, chỉ là quy y thôi. Và chắc chắn là Thiệu Nhất Nguyên cũng sẽ quay trở lại với tất cả mọi người sớm nhất có thể thôi, tại vì là công việc chính mà. Và điều và mọi người có thắc mắc rằng cái điều mà anh ấy hướng về cửa Phật lý do không, thì theo như mình nghĩ
là anh ấy có thể là thất tình nè, và hoặc là có một cái sự việc gì đó nó dẫn đến cho anh ấy cảm thấy là anh ấy nên phải quy y và nên phải lương thiện hơn để cho anh ấy có thể thành công, hoặc là anh ấy có thể là bề gia mạnh khỏe, gia đình bình an đó. Thì theo như mình biết á, thì Thiệu Nhất Nguyên dễ rơi vào cái tình trạng là thất tình nhiều hơn. Và thất tình tại sao lại đi quy y, hay là Thiệu Nhất Nguyên là đi quy y để kiểu như là dàn mặt người yêu, hay là đi quy y là kiểu như là buông bỏ tất cả, không còn yêu thương gì, vướng tâm gì hết? Thì Nhất Nguyên á là không hề trúng bùa ngã, tại vì trúng bùa ngã là có ai mà trúng bùa ngã thì có ai mà trúng bùa ngã vô chùa đâu, có đâu đúng không? Họ thường trúng bùa ngã là tò mò tâm đạo hết, chứ bao giờ mà trúng bùa ngã mà đi quy y đâu. Là cái điều đó là không phải là trúng bùa ngã như các anh em thường nói nha. Từ khi mà Thầy Nhất Nguyên lên Sài Gòn sinh sống và học tập làm việc trên đó, thì cái chuyện ập tới, tất cả mọi người chúng ta đều không biết cái chuyện gì đã xảy ra đối với lại Thiệu Nhất Nguyên. Tình cờ vô tình một ngày thì anh ấy up một cái hình Phật lên, và anh ấy A Di Đà Phật, thế là đã quy y, thì làm cho tất cả mọi người đều trầm trồ và đều không biết chuyện gì đã xảy ra trong cái cuộc đời của Thiệu Nhất Nguyên. Thì mình có thể là một phương án là Thiệu Nhất Nguyên thất tình, hai nữa là cái vấn đề đó chính là tâm linh về cái gia đình hoặc là sức khỏe bình an cho anh Thiện Nhất Nguyên này, hoặc là một điều nữa đó chính là nãy lên Sài Gòn sinh sống thì có ai đó xúi giục hay là không, có ai đó có truyền tả tâm đạo hay là không đó. Còn lại cái việc là Thiệu Nhất Nguyên bỏ làm YouTube là không hề có nha, thì mọi người cứ yên tâm đó với lại cái vấn đề đó cho mình nha. Để mình xem cái kênh của Thiện Nhất Nguyên. Thiện Nhất Nguyên thì ra video từ 3 tuần trước thì hướng dẫn làm YouTuber này, chia sẻ kinh nghiệm làm YouTuber này. Thì lên Sài Gòn thì mình cảm thấy anh ấy chú tâm vào kinh doanh hơn, hoặc là anh ấy đi đi quy y để cho cái vấn đề kinh doanh nó được suôn sẻ hơn và cái tâm mình nó được nhẹ nhàng hơn á. Có khi là như vậy, đúng không? Chứ không ai mà bỏ bùa ngã rồi để đi quy y đâu. Đó, mọi người quan tâm giúp mình cái vấn đề đó nha. Thì các bạn cứ yên tâm đi, thì sắp tới nữa thì Thiệu Nhất Nguyên sẽ quay lại sớm nhất thôi. Tại vì cái vấn đề kênh phát triển, đang phát triển thì phải làm đến mà đến đập hết hết cái đam mê của mình thôi, chứ đâu có phải bỏ giữa chừng đó đúng không? Thì anh ấy sẽ quay lại sớm nhất có thể, để cho anh ấy, hãy để cho anh ấy tĩnh tâm, hãy để cho anh ấy anh nghỉ ngơi trong cái khoảng thời gian mà anh ấy đã làm cực lực, thì anh ấy sẽ quay lại sớm nhất thôi. Thì cái doanh thu của Thiện Nhất Nguyên á, hiện tại bây giờ á, là mình trên cái web thống kê á, thì kênh của Thiện Nhất Nguyên á, là mỗi tháng á, là tối đa có thể kiếm được á, là 5,7 nghìn. Thì và cái ước lượng mà thấp nhất á, là 354 đô. Thì 354 đô mà nhân cho 23.000 Việt Nam, 354 nhân cho 23.000 thì nó rơi vào đó đâu đó khoảng 8 triệu đó. Thì cái thu nhập này chính là cái thu nhập mà thấp nhất nha. Còn nhiều nhất á, là mỗi tháng là được 5.000 USD. Thì hầu như là anh ấy chuyển sang nghề kinh doanh và buôn bán trên Sài Gòn, chứ không có chú trọng vào cái YouTube nữa. Mình nghĩ rằng thì anh ấy sẽ về về quê và tiếp tục làm YouTube và tiếp tục ra những sản phẩm hay để cho tất cả anh em cùng xem nha.